Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cùng các đối tác tổ chức lễ ký kết các thỏa thuận thương mại cho chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn. Chuỗi dự án này có quy mô rất lớn với nhiều dự án thành phần, gồm dự án phát triển thượng nguồn, dự án đường ống và các dự án nhà máy điện ở hạ nguồn. Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng lớn của PVN và các bên đầu tư, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc ký kết thành công các thỏa thuận cho chuỗi dự án khí điện Lô B góp phần đảm bảo tiến độ chung của toàn chuỗi dự án. Các thỏa thuận được ký kết lần này gồm hợp đồng mua bán vận chuyển khí Lô B, hợp đồng đấu nối, vận hành và dịch vụ giữa PVN và các nhà đầu tư. Được biết quy mô đầu tư toàn chuỗi dự án lên tới gần 12 tỷ đô la Mỹ. Việc phát triển dự án Lô B sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, chuỗi dự án sẽ là nguồn lực quan trọng, là bước đệm để hỗ trợ thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26 với mục tiêu giảm phát thải carbon để ứng phó biến đổi khí hậu và quy hoạch điện 8 được xây dựng hướng tới một hệ thống năng lượng xanh hơn, sạch hơn, phù hợp với xu thế toàn cầu về chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.